Thưa quý vị, dù chưa chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết, nhưng nhu cầu di chuyển đã tăng cao. Tại các cảng hàng không thì lượng người đi lại đã rất tấp nập. Và để đáp ứng nhu cầu này thì trong giai đoạn từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2, ngành hàng không sẽ cung ứng trên toàn mạng bay nội địa ở mức là xấp xỉ gần 3 triệu ghế và 13.400 chuyến bay. Hôm nay là ngày 25 Tết âm lịch. Ngay từ 5 giờ sáng, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã có rất đông hành khách đến để bay các chuyến bay sớm trong ngày. Việc khai báo, quét mã QR code đã thành thói quen của hành khách. Cùng với đó là việc bỏ các quy định test COVID trước các chuyến bay, khiến tình trạng ùn ứ đã giảm bớt và công việc của các nhân viên tại cảng cũng đã phần nào giảm tải. Tôi đi từ Hà Nội về Huế ăn Tết và đi chuyến sớm tại vì sợ nó thủ tục đông đúc, làm mùa dịch này nó đông ấy ạ. Nên em cũng chọn chuyến sớm. Bây giờ nó khai báo y tế bằng điện thoại hết vậy ạ. Chính sách bay bây giờ là đã bỏ cái thủ tục quét test COVID ấy, thì trẻ em nó cũng đỡ thủ tục lâu hơn ấy. Chỉ tính riêng tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong ngày hôm nay đã có 390 chuyến bay và gần 37.000 khách di chuyển. Và con số này tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất luôn gần gấp đôi ở thời điểm trước Tết Nguyên đán, với 706 chuyến bay và gần 70.000 hành khách di chuyển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng các chuyến bay tại cảng hàng không này cũng chỉ tăng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng hàng không cũng đã lên các phương án tối ưu để phục vụ hành khách, cùng với đó là tăng cường các chuyến bay đêm. Chúng tôi đã tăng tần suất bay đêm lên là tầm 10 tới 15 chuyến bay một ngày cho tất cả các chặng bay chia đều. Chủ yếu là tăng nhiều nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Hà Nội. Bay đêm thì bà con vất vả hơn, nhưng mà cái việc mà ùn tắc đi lại thì nó dễ dàng hơn. Đấy, để đảm bảo cái việc slot nó dài đều cũng như cho bà con không ùn tắc, đi lại dễ dàng. Theo Cục Hàng không, trong những ngày qua có hiện tượng hành khách chờ đợi đông tại khu vực nhà ga đi Tân Sơn Nhất. Nguyên nhân là do hành khách chưa tiếp cận thông tin về việc bỏ yêu cầu test nhanh, nên họ đến sân bay rất sớm trước chuyến bay để làm thủ tục y tế. Bên cạnh đó, do thời tiết sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài, nên đã có các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Nội Bài bị chậm giờ. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết, dự kiến trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm nay, hai cảng hàng không chính là Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ có trung bình gần 800 chuyến bay một ngày. Các sân bay còn lại dự kiến sẽ khai thác từ 550 đến 700 chuyến bay một ngày.